Bố ăn đi bố. Lâu lắm thằng Cá Cơ không về ăn cơm với bố đấy nhá. Thế thì đợt này con sẽ về nhiều hơn nhé bố nhá. Này, làm với bố chén rượu không? Thôi, bố cứ đùa con. Bố ăn đi ạ. Tốt. Này này, miếng này ngon này, ăn đi. Bố này, được ăn cơm với bố thế này con vui lắm. Thằng chó con của bố, mày làm mắt bố cay rồi đấy. Ăn đi, ăn mạnh vào. Cứ mỗi lần Ca Cờ về ăn cơm với bố ấy, bố có nhai dơm bố cũng thấy ngon con ạ. Hàng em á, chả chê được bao giờ. Hàng ở đây ấy, đảm bảo hết nước chấm. Người thì nó hơi lươn, mà lươn ươn nó hơi tanh à. Ôi, Luyến ạ, kệ người ta, để ý làm gì. Anh thấy Luyến này này, vừa xinh này, vừa đảm đang này, khỏe mạnh nữa. Ôi, nhìn Luyến kéo cái xe ở trên đấy mấy trăm cân, thế mà cứ băm 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 băm. Thế mới bảo là lực điền, kém to kho mặn. Ông anh yên tâm đi. Hàng ở đây thì đảm bảo hết nước chấm. Nhưng mà người ấy, thì ông đừng có dây vào. Lươn nó ươn ấy, thì ông biết là nó khấm cỡ nào. Hả? À. Này, đây có ươn ấy, không biết lượt nhá. Luyến ăn nói tinh tế đấy. Tinh tế? Tinh tế còn khẩy gì? Tinh danh thì có ấy. Theo nó lừa ông ấy. Mẹ con mình sống nương tựa vào nhau, con thấy thế đã đủ rồi, chả cần gì cả. Con dở cái thói ống nẹo rồi, nhờ anh này rồi nhờ anh nọ. Lươn khươn quen cái thói. Đúng là luyến lươn, giọng thay đổi còn nhanh hơn thời tiết nữa. 5 năm mẹ con mình bóp mồm bóp miệng. Con gom đủ tiền trả nợ rồi. Mất rồi. Bà mất cái gì? Chỉ vàng ngày hôm qua mẹ mua. Anh ngồi ngoài kia khoe mà, khôi lấy ai đấy? Tao sai vì tao làm cừu vạn. Được chưa? Được chưa hả? Loanh quanh luật quẩn, biết bao giờ ngóc đầu. Bố lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Mẹ con bà đúng là hết nước chấm. Nghe anh nói đi. Anh em 47 là nhà, dẫu không một mẹ vẫn là anh em nhá.